Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim AirDrop nhận được 8 đồng token ơn đen. Một số thông tin về đồng token này: số tổng công phát hành là 18 triệu nhé, đã có 147 tập khoản holder, đã phát sinh 326 được giao dịch. Rồi, hãy kết các bạn truy cập vào link website claim AirDrop.net đi. Nên truy cập vào website để mình được hướng dẫn bước thả video. Sau khi các bạn vào được website, các bạn làm theo 2 bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem xét quan trắc này. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc này ở đây. Sau đó các bạn quan sát ví và tâm lock của cái chút này lắc của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu token là ơn IARTH token 18. Các bạn nhấp tiếp theo để nhấp thêm token. Đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Claim AirDrop hơn nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào link dưới gọi để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp vào phần này, Claim. Thì ở đây các bạn có thể bỏ số 4 nhỏ là 0.05 BLV mua đồng token này và hơi tích chữ lâu dài nhé. Và các bạn Claim thì các bạn nhấp vào phần này. Chương trình như AirDrop sẽ kết thúc vào 112 ngày nữa. Được, mình sẽ đã Claim. Đấy, có cái đầu vị trí. Mình bắt tiếp theo vào nhấp cái đấy này. Khi ra là không phải không hối không sau cái lần này thì được. Các bạn nhấp xác nhận thôi. Được, sau giờ chúng ta sẽ đi. Bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Claim AirDrop nhé nhé. Cập nhật những dự án miễn phí cần tổng thức cần mới nhất trên 10 mạng và lời dưới bất. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch qua lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch cộng đồng. Trên đây còn nhiều sàn khác và cái khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Claim nhận được 8 đồng token ơn. Để các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.